Đây là chiếc tum hút mùi công nghiệp này của Vinakitchen sản xuất này. Đây là loại hút mùi cỡ nhỏ, kích thước là chiều dài chỉ có 800 thôi, là 1m2. Kích thước thì có thể đặt theo yêu cầu. Đây là bên trong của nó này. Này nó sẽ đi kèm theo một đường ống thoát khí ra ngoài này. Đường ống này là kích thước tùy thuộc vào diện tích lắp đặt nhà bạn. Đây là cái quạt hút gió này, mục đích là để hút khí ra ngoài. Diện tích của tum hút càng lớn, lượng khói hút càng lớn thì sẽ cần quạt công suất càng lớn. Đấy là quạt hút. Một đầu sẽ đấu vào đây, và một đầu thì đấu ống cho ra ngoài.